đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ gặp cửa sau của mình là Thành phố Hồ Chí Minh 2 với trận đấu sớm nhất của vòng 9 trong buổi chiều ngày hôm nay. Và như vậy thì hồi còi của trọng tài Nguyễn Hồng Phúc đã vang lên. Trận này có được điểm số ngang bằng. Và đây là cơ hội tấn công dành cho Thành phố Hồ Chí Minh 1. Mảnh lưới của Thành phố Hồ Chí Minh 2 đã rung lên. Một pha tấn công tương đối đơn giản và không có một nhịp áp sát quá nhanh của các cầu thủ áo đỏ. Chúng ta đang được theo dõi lại ở góc máy làm chậm. Quá đơn giản cho Thu Thảo với một cú đệm lòng. Vị trí rất gần với vòng 5m50. Không có cội cản phá nào dành cho... Và lần này thì Hồng Nhung là người xé lưới của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh 2. À, không thực sự may mắn. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha làm bàn này. Quýnh đầu rất đơn giản và thủ thành của Thành phố Hồ Chí Minh 2 cũng đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể thực hiện pha cản phá thành công. Trước đó thì chúng ta cũng phải dành lời khen dành cho quả tạt của Tuyết Ngân. Thì nó hướng tới vị trí đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh 2 và Thành phố Hồ Chí Minh 1. Còn tại sân Thanh Trì, vào lúc 15 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa Thái Nguyên TNT cùng với Phong Phú Hà Nam. Và ngay phút thi đấu thứ 10 thôi, các cầu thủ áo vàng đã tiếp tục xé lưới của thủ thành Trần Thị Cẩm Thu lần thứ 3 trong thi đấu đầu tiên. Và chúng ta cùng theo dõi lại. Đây là một tình huống bóng đập chân của hậu vệ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh 2 và sau đó tới chân của Hồng Nhung. Cú đúp của cầu thủ áo số 11. Và cùng theo dõi lại với pha bóng này ở một góc máy rõ ràng hơn. Đã quá khó ở vị trí gần và không có cơ hội cản phá dành cho tình huống cố định sẽ được thực hiện lại. Pha chéo bóng vào của Ngọc Thắm. Bóng lộn xộn. Goal! Và như vậy thì cũng đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh 2. Thành phố Hồ Chí Minh 2 cũng đã nổ súng và giúp cho các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh 2 có được bàn thắng thứ 5 trong mùa giải năm nay. Pha xử lý cực kỳ bình tĩnh. Kim Hoa đã lốc trái bóng trong tư thế mà thủ thành Quách Thu Em băng ra. Một lần nữa chúng ta xem lại pha xử lý khéo léo này. Dứt điểm bằng mu trên của chân trái. Mùa này thì có sự quay trở lại của Sơn La và nâng tổng số đội tham dự lên con số 8. Thêm một cơ hội dành cho Thành phố Hồ Chí Minh 1 đối mặt. Một dứt điểm quá đơn giản để đem về bàn thắng thứ 4. Thảo cũng đã hoàn thành cú đúp của mình. Chúng ta cùng theo dõi lại với khoảng trống quá nhiều. Không có sự áp sát quyết liệt của các cầu thủ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh 2. Và đây là một điều kiện cực kỳ thuận lợi để Thu Thảo có thể dễ dàng đệm bóng ở vị trí cận thành, đánh bại Cẩm Thu lần thứ 4. Đó là số 71. Đánh đâu, không vào. Người đã thực hiện quả đá góc vào đó là Ngọc Duyên để Thanh Trì. Thì Thái Nguyên TNT cũng vừa đưa bóng vào lưới của Phong Phú Hà Nam nhưng ở tư thế việt vị. Đánh đâu, cơ hội. Lần thứ 5, mảnh lưới của Thành phố Hồ Chí Minh 2 phải rung lên ở trận đấu ngày hôm nay. Cũng như có được một phương án rất đơn giản để tung ra cú đệm bóng. Bóng vượt qua khỏi tầm với của Cẩm Thu. Sau khi ghi bàn thì Ngọc Duyên cũng có một tình huống ăn mừng rất đáng yêu. Khi cô sử dụng hai tay tạo hình trái tim. Một là những người được hưởng lợi thế với quả đá phạt. Một cú đá cận thành với lực đi tốt. Và đó đã là bàn thắng thứ 6 trong trận này của Thành phố Hồ Chí Minh 1. Trương Ngọc Bích đã ghi bàn sau những nỗ lực tấn công. Hoàn toàn đã là một thời điểm hợp lý để các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1 họ lùi xuống và bắt đầu dàn thế trận phòng ngự. Và đã bảo toàn thể lực. Nhưng nếu muốn tạo thêm cách biệt và số lượng bàn thắng cũng như điểm hiệu số. Cơ hội để tiếp tục đối mặt dứt điểm. Đá hơi vội vàng của Ngọc Trâm. Bóng đi vào hông lưới.
Rõ ràng cơ hội trước đó vẫn dành nhiều hơn cho số 34. Chúng ta cùng theo dõi lại. Khi số 49 của thành phố Hồ Chí Minh 1 sinh năm 2005, còn Kim Phụng thì sinh năm 2003. Ở trận này thì Kim Phụng cũng đã chơi rất ấn tượng và trọng tài Nguyễn Hồng Phúc cũng đã nổ hồi còi để khép lại trận đấu trên sân số 1 của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 7 bàn thắng được ghi và cách biệt 5 bàn chiến thắng dành cho các cầu thủ của thành phố Hồ Chí Minh 1. Group của Thu Thảo, những bàn thắng của Ngọc Duyên, Hồng Nhung, Ngọc Bích và Tuyết Ngân. Bên phía thành phố Hồ Chí Minh 2 ở trận này họ chỉ có một bàn thắng duy nhất bởi vị trí của Kim Hoa, nhưng đây cũng là một điều đáng tích cực.